Nhà Nintendo cuối cùng đã tiết lộ thêm một số thông tin mới cho Super Mario Bros. Wonder trong buổi Direct vừa qua. Tại đây, người chơi đã được giới thiệu về một số lối chơi mới, sức mạnh mới và cả hiệu ứng độc đáo được gọi là Wonder. Trong Super Mario Bros. Wonder, hoàng tử Florian đã mời Mario và những người bạn của anh đến Vương quốc Hoa, một vùng đất không quá xa xôi ngay bên ngoài Vương quốc Nấm. Nhưng Bowser, vua của Koopas, lại đột nhiên xuất hiện và gây náo động. Chỉ với một cú chạm nhẹ vào Wonder Flower bí ẩn, Bowser đã khắc nhập cùng với lâu đài của hoàng tử Florian. Với sức mạnh mới vừa đã đánh cắp, Bowser đã gây ra sự hỗn loạn trên khắp vùng đất. Bây giờ, nhiệm vụ của Mario và những người bạn là ngăn chặn Bowser và cứu Vương quốc Hoa. Vương quốc Hoa được tạo thành từ 6 thế giới riêng biệt bao quanh vùng đảo Petal, mang đến cho bạn tổng cộng 7 khu vực để khám phá. Mỗi hòn đảo đều có sự độc đáo riêng, bạn có thể lặn xuống biển và khám phá các hang động. Một loạt các concept phong phú đang chờ đợi bạn ở mỗi thế giới và bạn thậm chí có thể tự do đi lại qua các khu vực mở mà bạn tìm thấy trên bản đồ thế giới. Các bông hoa Wonder được phát triển nhờ sức mạnh bí ẩn của thế giới này và chúng có thể giải phóng sức mạnh khi đã nở rộ. Bằng cách chạm vào bông hoa Wonder cho một course, hiệu ứng Wonder sẽ được kích hoạt, gây ra sự biến đổi, thay đổi đáng kể ở môi trường xung quanh. Các đường ống có thể bắt đầu di chuyển, địa hình có thể nghiêng, góc nhìn của bạn có thể thay đổi hoặc bạn có thể trôi nổi trong không gian. Thậm chí còn có những kỳ quan có thể biến nhân vật của bạn thành Goomba hoặc là Spyborn. Ngoài Mario, bạn cũng có thể vào vai Luigi, Peach, Daisy, Luigi hoặc Yellow Toad và thậm chí cả Toadette. Tất cả đều chơi giống nhau, vì vậy hãy chọn nhân vật yêu thích của bạn để tham gia vào cuộc hành trình hoặc bắt tay cùng với những người chơi khác. Yoshi là nhân vật sẽ không nhận sát thương khi bị dính đòn, vậy nên bạn có thể lựa chọn chúng nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm nhằm đơn thuần là giải trí. Super Mario Bros. Wonder mang đến sự ra mắt của các sức mạnh mới như trái voi, giúp Mario và một số người bạn của nấy biến thành hình dạng của một chú voi. Bạn có thể tận dụng trọng lượng và mũi voi để vung vòi và tấn công đối thủ, phá hủy các khối đá và lao qua những khoảng trống lớn. Dạng bong bóng cho phép bạn thổi bong bóng nổi có thể dùng để bắt kẻ thù từ xa. Hình dạng mũi khoan sẽ giúp việc đối phó với những kẻ thù có gai nhọn hoặc cứng đầu trở nên dễ dàng. Nó cũng cho phép bạn đào hang và di chuyển trong lòng đất. Khi bạn thăng tiến dần trong cuộc phiêu lưu, bạn sẽ có thể tìm kiếm được nhiều Patrick khác nhau trong game. Mỗi huy hiệu đều có năng lực đặc biệt. Trong chế độ Local Multiplayer, mỗi nhóm người chơi sẽ được sử dụng một Patrick. Bạn có thể tham khảo thông qua những năng lực sau đây. Nâng cao khả năng nhảy tường của nhân vật với Patch nhảy tường. Trang bị Patch Dolphin Kit để giải phóng tốc độ đáng kinh ngạc dưới nước. Tăng cường bước nhảy với Patch nhảy cao. Bắn dây leo giữa không trung và bám vào tường bằng Patch Grappling Vine. Và Patch tàng hình sẽ là một con dao hai lưỡi khi sử dụng. Bạn có thể trở nên vô hình trước đối thủ và với ngay cả chính bạn. Bạn có thể chơi với tối đa 4 người trên cùng một máy Nintendo Switch. Nếu người chơi bị đánh bại trong lúc đang chơi local co-op, nhân vật của họ sẽ trôi nổi khắp màn chơi như một bóng ma. Nếu người chơi khác tiếp cận họ trước khi hết thời gian, bạn có thể cứu họ và cả nhóm sẽ không mất mạng. Nếu ai đó đang chơi Yoshi, bạn có thể nhảy lên lưng họ và cưỡi họ đi vòng quanh màn chơi. Trong khi chơi online, bạn có thể tạo phòng để tụ tập với bạn bè. Trong phòng chung, bạn có thể xem bạn bè của mình đang chơi những màn nào, chơi cùng một màn và thậm chí biến hầu hết các màn chơi thành một cuộc đua xem ai về đích trước. Ngay cả khi chơi solo, nếu bạn kết nối online, bạn có thể thấy những người chơi khác từ khắp nơi trên thế giới đang tận hưởng các courses theo thời gian thực. Họ sẽ xuất hiện dưới Shadows. Bạn cũng có thể giúp nhân vật hồi sinh bằng cách chạm vào Shadows của người chơi online. Ngoài ra, bạn có thể hỗ trợ những người chơi online bằng cách đặt một standee mà họ có thể sử dụng để hồi sinh các hồn ma. Hãy đặt chúng một cách sáng tạo vào những khu vực đầy thử thách để thực sự giúp đỡ được ai đó. Game thậm chí sẽ hiển thị số lượng người đã sử dụng hỗ trợ từ standee của bạn. Chưa hết, nhà Nintendo cũng đã công bố mẫu Switch OLED mới với tên gọi Mario Red Edition. Joy-Con và dock có màu đỏ dựa theo Mario và ở phần dock có hình Mario đang nhảy và những đồng xu bạc ở mặt sau. Phiên bản này sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 10.